Hello, em xin An Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người cho em Toàn gửi một lời chào thân ái nhất đến tất cả mọi người. Hôm nay em Toàn có một em bình dáng rất là đẹp luôn phải không các bác? Đấy, một em bình này là em bình Kitani nhé mọi người nhé. Họa tiết vẽ full bình luôn mọi người. Đây, như chỗ này là đang là vẽ hoa này mọi người nhé. Vẽ hoa bên này là vẽ có một đôi hạc đây mọi người. Đấy, rất là đẹp, toàn bộ là vẽ nổi lên nhé mọi người nhé. Đấy, các bác thấy chưa, một em bình rất là đẹp luôn. Chiều cao của em bình khá là lớn đấy mọi người nhé. Chiều cao của chiếc này là cao 60 nhé. Trên này cũng có một con hạc này mọi người này. Đấy, một con hạc. Nói chung là cái bình này thì tình trạng là lành tít, và họa tiết thì vẽ gần kín bình luôn. Cái này gọi là vẽ full bình rồi mọi người ạ. Em đo chiều cao cho các bác xem. Đấy, đây các bác, chiều cao là 60 nhá. Em đặt cái gì đó. Nói chung là cái này không cần phải đặt lên đâu các bác, em đo rồi. Em đo trước khi em làm video là chiều cao của nó 60 nhá mọi người nhá. Chiều cao 60. Em đo miệng nó, miệng của nó là 23,5 nhá mọi người nhá. Miệng là 23,5. Để em bụng nó 108 mọi người ạ. Đấy, các bác thấy chưa? Bụng 108, bụng khá là to luôn. Họa tiết vẽ full bình luôn các bác. Đây, tình trạng lành tít, men men dặn nha các bác nhá. Đấy. Các bác xem cái chuyện nó phê chưa? Úi, cái chuyện nền này là nền màu nâu, chữ là vàng. Đấy, men dặn. Cái này thì khá là sâu tuổi rồi các bác. Hàng này hàng thừa độ sâu tuổi rồi. Chuyện Kitani quá là đẹp luôn. Đây các bác xem miệng nó này. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác nào mà ai mà ưng chiếc bình này thì các bác cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949668 mọi người nhé. Đấy, em xin phép là em quay lại một lượt nữa họa tiết cho các bác xem. Tình trạng là bình lành tít, không có bị một lỗi gì cả các bác nhé. Ấy, ở trên này có lá phong này, cây lá phong này, bên dưới này là hoa, này là hoa mẫu đơn rồi các bác. Em không biết có phải hoa mẫu đơn không, nếu mà không phải thì mong các bác thông cảm nhé. Ấy, có đôi hạc này, rất là đẹp, vẽ tay rất là đẹp luôn. Ở trên miệng, ở trên phần trên này mọi người này, trên phần trên này người ta cũng vẽ nhé mọi người nhé. Đây, quay các bác xem. Đấy, trên cũng vẽ vàng nhá. Em kết cái chuyện nó thôi các bạn. Cái chuyện quá đẹp luôn. Các bạn vừa xem rồi đấy, cái chuyện này không phải chê vào đâu cả. Cái chuyện quá là đẹp. Dáng bình cũng đẹp, cao 60 nhá các bác nhá. Rồi, em Toàn xin phép là kết thúc video đây mọi người ơi. Mọi người nếu mà ai mà ưng ý chiếc bình này thì mọi người cứ liên hệ với em Toàn. Liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949668 mọi người nhé. Đây mọi người ơi, đây là vết này là không phải là vết dặn đâu nhé mọi người nhé. Đấy, em vừa nhìn trên máy ảnh là em thấy nó có vết ở đây. Nhưng không phải nhé mọi người nhé. Để em lau luôn nó đi cho các bác xem. Đây các bác. Đấy, các bác thấy không? Nó đi luôn. Em xịt cái dầu lau vào em lau nó đi luôn. Đấy. Các bác thấy chưa? Đó, đây nó vẫn còn một chút nữa, đây là nó là vết bẩn nhá mọi người nhá. Vì thứ là cái này em chưa lau chùi gì cả. Không phải nứt nước gì đâu các bác nhá. Đấy, thôi em Toàn xin phép và kết thúc video rồi đây. Em xin chào tất cả mọi người nhá. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Em chào mọi người.